It's all about với khoảng cách 640 điểm giữa Nadal và Djokovic, giải đấu ATP Finals diễn ra tại London sẽ chính thức lên đoạn vị trí số 1 của tennis thế giới trong năm 2019. Tuy nhiên, chấn thương mà Nadal dính phải tại bán kết Paris Master có diễn biến phục hồi không được khả quan để tay vợt này có thể bước vào ATP Finals 2019. Nadal đã có buổi kiểm tra y tế vào hôm thứ Hai vừa qua và được yêu cầu nghỉ một tuần. Theo thông tin mới nhất, bác sĩ của anh, ông Andrés Cotoro, sẽ chờ đến cuối tuần này để đưa ra quyết định cuối cùng rằng Rafa có tham dự ATP Finals được hay không. Theo kết quả bốc thăm tại ATP Finals, anh nằm cùng bảng Andre Agassi cùng với Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas và Daniel Medvedev. Nếu Nadal rút lui không giữ giải hoặc thua cả 3 trận vòng bảng, Djokovic chỉ cần lọt vào trận chung kết để giành lại ngôi vị số 1 thế giới. Theo tin mới đưa của Sun Sports, nhà cựu vô địch WBO Leonardo Javier Gonzalez đã qua đời sau một tai nạn ô tô thảm khốc. Những hình ảnh được ghi lại ở thị trấn Tigre thuộc Buenos Aires, Argentina cho thấy chiếc xe của cựu võ sĩ quyền Anh đã mất kiểm soát và lộn nhiều vòng trên không ở tốc độ cao. Gonzalez đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện. Ghi nhận cho thấy phần hông xe ô tô đã bị hư hỏng nặng. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra tai nạn của cựu vô địch xấu số. Trong những năm tháng đỉnh cao nhất của sự nghiệp, Gonzalez sở hữu 9 chiến thắng liên tiếp và từng giành đai WBO cao quý vào năm 97. Tối ngày 7 tháng 11, Tiger Woods công bố 4 suất đặc cách giữ giải đồng đội cuối năm, bao gồm Tony Finau, Patrick Reed, Gary Woodland và chính anh. Trong quá khứ, chỉ có Hal Irwin cùng lúc sắm vai đội trưởng và golfer khi cùng với tuyển Mỹ dự President's Cup năm 1994. Việc chọn bản thân vào danh sách thi đấu buộc Tiger Woods phải gạt đến những tên tuổi quen thuộc của tuyển Mỹ như Ricky Fowler, Jordan Spieth hay Phil Mickelson. Tiger Woods sở hữu thành tích ấn tượng kể từ lần đầu chơi tại President's Cup vào năm 98. Duy nhất Mickelson sở hữu nhiều chiến thắng ở đấu trường này hơn Tiger Woods với 26 lần. Hôm qua, đội trưởng Ernie Els cũng đã công bố danh sách các golfer tuyển quốc tế tham dự President's Cup. Giải golf độc đội danh giá này sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 12 tại Royal Melbourne Golf Club, Australia. Ben Simmons đã bị dính chấn thương vào tối thứ Tư vừa rồi trong trận thua 106-104 của Philadelphia trước Utah Jazz ở Salt Lake City. Anh được chẩn đoán bong gân khớp cấp độ 1 và phải thực hiện thêm những xét nghiệm khác để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Theo Yahoo Sports, Ben Simmons có khả năng bỏ lỡ 3 trận đấu sắp tới. Đây là một tổn thất lớn khi Philadelphia sẽ phải đối đầu với Denver Nuggets vào ngày mai. Ở một diễn biến khác thì sau ca phẫu thuật rách sụn khớp ở đầu gối phải vào ngày 21 tháng 10, chấn thương của Zion Williamson đã có dấu hiệu hồi phục rất tích cực. Huấn luyện viên của Pelicans, Alvin Gentry cho biết sự hồi phục của Williamson đúng là tiến độ. Cả đội sẽ cố gắng duy trì để anh ấy có được tâm lý tốt nhất cho quá trình phục hồi. Thời gian để Williamson sẽ trở lại rơi vào khoảng nửa đầu tháng 12. Williamson là tài năng trẻ 19 tuổi, được cho là người thay thế cựu ngôi sao Anthony Davis tại New Orleans. Hạt giống số 2 của Việt Nam IGP Gaming phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh là HKA đến từ Đài Loan. Trong game 1, mặc dù bị HKA cấm đi những vị tướng thuận tay và có một khởi đầu thua thiệt hơn, nhưng nhờ tận dụng được những sai lầm của đối thủ mà IGP đã có những tình huống phản công và có những điểm hạ gục quan trọng. Sau khi có được tà thần và một đường lính siêu cấp, phút 13, IGP chiến thắng giao tranh tổng rồi phá hủy hết 3 đường của đối phương và nhanh chóng kết liễu ván đấu. Sang game 2, cả hai đội đều sử dụng lôi đánh kiểm soát và chờ đợi thời cơ. Phút thứ 19, tưởng chừng như cơ hội đội tuyển của chúng ta đã có thể kết thúc ván đấu khi hạ gục được tới 3 thành viên của đội đối phương, thì tuyển thủ Xiaolin của HKA đã kịp tỏa sáng với một pha quét sạch đội hình IGP Gaming, trực tiếp mang về chiến thắng cho Hong Kong Attitude. Trận hòa này của IGP cũng không phải là một kết quả tồi. Đây mới là lượt trận đầu tiên tại bảng A của đội tuyển lần đầu tham dự AIC. Người chơi đường ren Lee Duk Hoseong đã quyết định rời Invictus Gaming sau một kỳ chung kết thế giới không thực sự thành công sau khi để thua phần Plus Phoenix tại bán kết. Cựu tuyển thủ của SK Telecom T1 mới đây đã gửi lời cảm ơn và chào tạm biệt với những người hâm mộ thông qua mạng xã hội Weibo. Tháng 12 năm 2016, Duk gia nhập IG với cương vị là nhà đương kim vô địch thế giới trong bảng SKT T1. Anh đã cùng với IG trải qua 3 mùa giải và có chứng minh chức vô địch thế giới thứ 2. Tuy nhiên, đóng góp của anh vào thành công của IG là không nhiều khi anh thường xuyên phải dự bị cho The Shy. Hiện vẫn chưa rõ điểm đến tiếp theo của Duk, nhưng không loại trừ khả năng anh sẽ lui về hậu trường và tham gia công tác huấn luyện ở một đội tuyển khác.